Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc, trong ngày 28 tháng 7 2021, thành phố Châu Đốc không ghi nhận ca mắc mới. Như vậy, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 trên toàn thành phố lũy kế có 43 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 31 trường hợp liên quan đến ổ dịch hẻm 418 tổ 7 khóm 7 phường Châu Phú A và một trường hợp liên quan tài xế về điều trị hai trường hợp F0 đang điều trị tại bệnh viện huyện Châu Thành. Hiện có một ca tái dương tính đưa vào khu cách ly điều trị tại trường mẫu giáo Anh Đào, địa chỉ khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Quân Một trường hợp chuyển biến nặng đã chuyển đến bệnh viện khu vực Châu Đốc điều trị, chuyển đi kèm là vợ F0 theo chăm sóc. Khỏi bệnh xuất diện 9 người thành phố Châu Đốc có 2 điểm cách ly tập trung và 1 điểm cách ly điều trị, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang và trường mẫu giáo Anh Đào. Hiện có 162 trường hợp đang thực hiện cách ly, trong đó 2 F0 từ An Phú và 1 F0 từ tỉnh Biên, 3 từ Tân Châu chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc điều trị. Sức khỏe bình thường, có 812 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly, quản lý cách ly tại nhà 427 người và 1.699 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường.